Vừa qua, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô đất TH1 ngày 8 tháng 2 năm 2019 tại quận Bắc Từ Liêm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định ông Lê Văn Vàng, thành viên Hội đồng Quản trị trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal, có sự bất nhất trong lời khai về vụ bắt cóc con tin nên kiến nghị công an làm rõ để xử lý tiếp tục điều tra. Theo đó, Hội đồng xét xử quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm và giảm án cho các bị cáo Đỗ Văn Hà, 65 tuổi, Nguyễn Thị Hồng, 56 tuổi, là bảo vệ và tạp vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt Nam, từ 6 đến 9 tháng tù theo dạng cải tạo không giam giữ. Đặc biệt, Hội đồng xét xử nhấn mạnh để xác định các bị cáo có tội hay không cần phải làm rõ. Vào sáng ngày 2 tháng 8 năm 2019, tại lô đất TH1, Công an phường Cổ Nhuế 1 và Công an quận Bắc Từ Liêm có đang thi hành công vụ hay không? Tại phiên xét xử phúc thẩm, các bị cáo và luật sư cho rằng việc công an làm nhiệm vụ giải cứu con tin là không nhằm mục đích thực hiện công vụ hợp pháp, bởi vụ bắt cóc con tin là do những người liên quan dàn dựng ra do tranh chấp nội bộ. Trong đó, bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TDS và bà Lê Thị Bích Dung, Phó Giám đốc Công ty TDS có tranh chấp về việc mua bán cơ sở vật chất của trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal trên lô đất TH1 thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Bà Phương đã cho người hàn kín cổng số 1, số 2 phía trường Pascal để chỉ đi lại tại cổng số 3, 4. Bà Phương cũng đã thuê các bị cáo Hà và Hồng làm nhiệm vụ bảo vệ khu đất TH1 để không cho người của trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal mang tài sản ra ngoài. Do đó, việc tòa sơ thẩm khép các bị cáo vào hành vi chống người thi hành công vụ là oan. Luật sư cũng đề nghị tòa phúc thẩm xem xét việc bỏ lọt tội phạm Lê Văn Vàng vì đã có hành vi bịa đặt, loan tin sai sự thật, trực tiếp làm ảnh hưởng đến danh dự, hình ảnh của công ty TDS và làm mất danh dự nhân phẩm của bị cáo Hồng và Hà. Tại bản án của Hội đồng xét xử, Tòa phúc thẩm kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm làm rõ việc tố cáo bắt giữ người trái luật của ông Lê Văn Vàng, thành viên Hội đồng Quản trị trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal. Nếu không có thì phải xử lý ông Vàng theo quy định của pháp luật. Được triệu tập đến tòa với tư cách là nhân chứng, ông Lê Văn Vàng thừa nhận không có mặt ở hiện trường mà chỉ nghe nhân viên báo lại, sau đó có những phản ánh với cơ quan công an. Nếu chậm trễ thì chỉ có lấy xác người ra. Trong khi đó, những người được cho là nạn nhân của vụ bắt cóc là Nguyễn Hồng Linh, Nguyễn Quý Hưng, nhân viên của trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal, được triệu tập với tư cách nhân chứng cũng bị đưa ra nhiều lời khai mâu thuẫn. Chị Nguyễn Hồng Linh khai đã bị một nhóm người khống chế bắt ở trong phòng không được về nhà từ ngày 24 tháng 7 năm 2019 đến ngày 2 tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, khi hội đồng xét xử truy vấn hiện trường vụ bắt giữ không có phòng vệ sinh khép kín thì các nạn nhân sinh hoạt như thế nào trong gần 10 ngày, thì nhân chứng này vẫn đi ra ngoài để tắm rửa vệ sinh. Tại tòa, các nhân chứng khai rằng đã bị bắt giữ, đe dọa, nhưng trong các bằng chứng là tin nhắn, video, clip không thể hiện nội dung bị bắt giữ. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định ông Lê Văn Vàng và chị Nguyễn Thị Hồng Linh đã có lời khai bất nhất, mâu thuẫn nhau nên kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu không làm rõ được vụ bắt cóc thì xử lý ông Vàng về hành vi vu khống theo quy định của pháp luật. Quá trình xét hỏi tại phiên tòa về phía anh Lê Văn Vàng cũng như là chị Nguyễn Thị Hồng Linh cũng như là anh Hưng thì cũng có những lời khai bất nhất, lời khai trước, thậm chí mâu thuẫn với lời khai sau, và các anh chị thì còn cho rằng là bà Phương không có quyền đuổi các anh chị ra ngoài. Như vậy tức là việc anh chị ở lại văn phòng của Pascal tại lô TH1 là do tự ý của các anh chị, chứ không phải là về phía công ty, về phía TDS có việc hạn chế hay bắt giữ gì đối với các anh chị. Đối với các anh chị cho rằng là mình bị bắt giữ đe dọa được thể hiện qua các tin nhắn và một clip xuất trình trong hội đồng xét xử. Tuy nhiên thì các tin nhắn lại thể hiện không thể hiện được cái nội dung là các anh chị bị bắt giữ, và đối với clip thì không được làm rõ là clip đó được do ai thu thập và được thu thập trong trường hợp nào và thời điểm nào. Do vậy chưa đủ cơ sở để khẳng định việc các nhân viên của Pascal có bị bắt giữ, bị đe dọa, bị khống chế như tố cáo của anh Vàng hay không. Vấn đề này Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ có hay không có việc các nhân viên của trường Pascal bị bắt giữ đe dọa khống chế như tố cáo của anh Lê Văn Vàng. Nếu không có thì cần xem xét xử lý vì vu khống của anh Vàng theo quy định của pháp luật. Vụ án chống người thi hành công vụ tại quận Bắc Từ Liêm thời gian qua đã gây ồn ào dư luận. Nhiều cơ quan ban ngành của Trung ương, Quốc hội cũng đã vào cuộc chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ có hay không việc gian dựng, ngụy tạo chứng cứ để hình sự hóa quan hệ kinh tế.